Xin chào các em, lại là chị Kiều Hương đây. Chị em mình cùng chơi trò lái xe taxi đi đón khách nhé. Đây là chiếc xe taxi của chị này, cùng đi đón khách thôi. Xin chào quý khách, mời quý khách lên xe. Chị em mình cùng chở khách đi thôi nào. Tới điểm trả khách rồi, mời quý khách xuống. Tiếp tục đi đón khách thôi nào các em ơi. Phải tích cực kiếm thật nhiều tiền nhé các em. Đây rồi, lại một vị khách nữa. Mời lên xe. Tới điểm trả khách rồi, mời quý khách xuống. Tiếp tục đi đón khách thôi nào các em ơi. Mời lên xe. Tới điểm trả khách rồi, mời quý khách xuống. Mời lên xe. Trò chơi này thế nào? Nếu thích có thể tải về chơi với chị Kiều Hương nhé. Và nếu thích video của chị Kiều Hương nhớ nhấn vào đăng ký kênh nha. Tạm biệt các em.